Thưa quý vị, cũng đã hai ngày rồi không ai được nhìn thấy hình ảnh của thầy Minh Tuệ đi khất thực. Tại khu vực núi Hòn Én thuộc xã Vĩnh Phương, nơi mà trong những ngày qua lực lượng chức năng được điều tới làm công tác an ninh trật tự, cũng như bảo vệ thầy Minh Tuệ. Theo một vài thông tin thì ngày hôm qua 21 tháng 7, một số chốt chặn được cơ quan chức năng gỡ bỏ, người dân cũng như Phật tử vẫn còn tập kết tại đây mong được gặp và đảnh lễ thầy nhưng việc thầy Minh Tuệ không đi khất thực và ẩn tu ở đâu thì chưa có thông tin nào cụ thể. Và hôm nay ngày 22 tháng 7, trên mạng xã hội bỗng xuất hiện một clip dài khoảng chừng một phút, trong clip cho thấy hình ảnh của anh Lê Anh Thìn, em trai thầy Minh Tuệ trong tư thế đang đứng bấm điện thoại, tại một khu vực không thể xác định được địa điểm. Theo chủ nhân đăng tải clip, và kèm theo dòng status là anh Thìn đang ở Đà Nẵng, một số cư dân mạng cho rằng, nếu anh lê anh thìn ở đà nẵng thì thầy minh tuệ cũng đang ở đây bên cạnh đó một vài người cũng tự đặt câu hỏi có phải chăng sẽ là đà nẵng rồi xuôi về tây ninh bến tre trà vinh huệ khai mai nở ấm phương nam năm châu bốn bể bước vân du thị hiện thế nhưng thông qua góc quay gần của clip thì chưa ai xác định được clip này mới hay cũ và được quay tại đâu thuộc địa điểm nào chưa một ai có thể kiểm chứng được vậy mọi người không nên đồn đoán sai lệch vâng kính thưa quý vị sau một thời gian thầy minh tuệ ẩn tu tại huyện iagrai tỉnh gia lai thầy đã chính thức về lại nha trang lần này thầy không về núi sạn nơi mà thầy đã từng ẩn tu nhiều năm trước mà lại về núi phượng hoàng thôn như xuân xã vĩnh phương theo lời mời của người đồng tu là thầy năm và cũng theo nguyện vọng của thầy như thầy đã hứa quý vị thân mến theo chúng tôi tìm hiểu núi phượng hoàng còn có tên gọi là hòn én là danh giới giữa xã Vĩnh Phương thuộc Nha Trang, cách trung tâm thành phố khoảng chừng 8 km, giáp danh với xã Diên Điền thuộc huyện Diên Khánh. Với người dân Diên Điền thì gọi là Hòn Chùa, vì trên núi có chùa suối ngổ linh thiêng, sắc tứ trí linh sơn tự, nổi tiếng với sự tích ông cọp nghe kinh trong xứ trầm hương của Quách Tấn, có nói rất rõ về ngôi chùa này. Trong chiến tranh, ngôi chùa này bị đổ nát và được rời về thôn Đại Điền Đông, xã Diên Điền, và chùa suối ngổ hiện nay, được xây dựng lại trên nền cũ có từ sau năm 1975, từ thôn Như Xuân có đường lên chùa, mặc dù hơi khó đi nếu chúng ta đi bằng xe gắn máy. Thầy Minh Tuệ về Nha Trang từ ngày 18 tháng 7 đến nay, thầy ẩn tu dưới chân núi Phượng Hoàng, giáp với thôn Như Xuân, nghe người dân nơi đây kể lại, sáng sớm thầy đi khất thực đôi ba nhà, đủ dùng thì thầy lại về nơi ẩn tu, có hôm thầy ra tận quốc lộ để chào bà con, bà con đứng tụ tập hai bên đường, ở hai lối vào thôn trong thôn Như Xuân có một nghĩa trang của họ Đạo Cao Đài, người dân nói trước đây thầy đã từng ngủ ở nghĩa trang này. Vâng và sáng sớm hôm nay ngày 22 tháng 7, theo lời kể của hai vợ chồng ở xã Diên Điền, huyện Diên Khánh sau khi đến nơi đây mong được gặp và đảnh lễ thầy. Khi đến nơi, bà con đứng khá đông và trật tự ở hai bên đường quốc lộ, hai lối vào thôn có cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, công an xã và xe cảnh sát chốt chặn không cho người ra vào tự do, ngoại trừ cư dân của thôn, nghe bà con nói rằng sáng nay thầy đi khất thực nhưng đã về nơi ẩn tu từ sớm, có lẽ chưa đủ duyên nên hai vợ chồng chưa gặp được thầy xin đảnh lễ, thôi thì ngắm cảnh và hỏi chuyện bà con rồi hoan hỷ ra về. Thưa quý vị, như chúng ta đã từng theo dõi trong suốt hành trình thầy Minh Tuệ bộ hành gieo duyên, thầy chưa từng nói xấu bất kỳ một tăng ni nào, cũng chưa từng nhắc đến một ngôi chùa nào kể cả tu viện trơn như nơi mà thầy xuất ra. Thầy không giảng pháp, người dân cũng như đại chúng Phật tử hỏi gì, thì thầy điềm tĩnh trả lời đến đó theo hiểu biết của thầy. Vậy mà đến nay, một số người vẫn không ngừng đăng bài phỉ báng thầy, và mới đây, tôi bắt gặp một bài viết đáp trả cũng khá thú vị của một Phật tử. Tôi xin phép được chia sẻ cùng quý vị khán thính giả trên kênh nhé. Xin gửi đến các anh chị đã dành cả tuổi thanh xuân viết bài phì báng thầy Minh Tuệ, vì nhóm người phì báng khá ít, nên mình xin tạm gọi họ là dân tộc thiểu số. Hiện nay người muốn tán thán và đảnh lễ thầy Minh Tuệ không chỉ là vài trăm, vài ngàn, hay vài triệu dân như trước nữa, mà đã xuyên đa quốc gia, lên đến con số hàng tỷ rồi các anh chị em dân tộc thiểu số à. Các anh chị em cố gắng tìm hiểu trao dồi kiến thức, văn hóa, để tự mình thắp đuốc mà đi, tự thoát khỏi u mê nhé. Mình khuyên thật lòng trong lúc này đấy, nên ngồi yên, và tịnh tâm mong thoát khỏi những vọng tưởng những tạp chất gây hư não rồi gây tà kiến đi à. Đừng có cố bỏ cả tuổi thanh xuân để moi móc phỉ báng sư minh tuệ, bởi có phỉ báng sư cũng không biết, không nghe và cũng không màng đến, lời phỉ báng đó cũng chỉ các anh chị em thiểu số nghe thôi à. Nhớ nhé, mình khuyên thật lòng đấy, Dẫu có lồng lộn lên bới móc, cũng không cứu nổi được đạo truyền khoản, cúng dường, áp cúng online, hay chim bay lộn chỗ đâu à. Đừng bao giờ vọng tưởng, thời mặt Pháp thì kẻ mạnh lại thắng đại chúng nhân dân Phật tử được khai sáng bởi một bậc chân tu như Thầy Minh Tuệ, cho nên họ đã thức tỉnh và phân biệt rất rõ, bên nào Phật bên nào ma, từ bi phải có trí tuệ, từ thiện những nơi cần giúp, họ sẽ không còn bị những ma tăng lợi dụng cúng dường, rồi ngồi mát ăn bác vàng buông những lời giảng ma mị, dẫn dụ Phật tử vào chốn mê tín dị đoan nhằm thu lợi bất chính. Hiện tại đa số Phật tử nói rằng, cúng dường không biết cách thì phước đâu không thấy, mà chỉ thấy tổn phước là uổng công lắm ở nhà thì thờ phật tại gia đến chùa thì lễ phật tại tâm giờ chúng ta mỗi người kính lễ các minh sư bằng cách cung kính và thờ phụng trong tim chứ đừng tụ tập đông người theo bám các quý sư nữa như vậy bọn ma tăng sẽ không còn mưu hèn kế bẩn để hại các quý sư cũng như chia rẽ nữa đâu hy vọng một ngày nào đó không còn nhìn thấy cảnh thầy trò tan rã như lúc này mà vừa buồn vừa thương cho các quý sư thưa quý vị vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi cập nhật trong ngày gửi đến quý vị khán thính giả cảm ơn quý vị đã dành chút thời gian quan tâm theo dõi trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại